lộn bên trong. Bây giờ chị lộn bên trong nha cả nhà. Đây thì những cái là những cái đồ tại nhà bên này là chuyên lộn thì mấy bữa nay thì cái câu chuyện lộn bên trong nhà thì má tư thì rất là buồn. Má tư nói muốn đây đó để tại nhà có lo cho nó lộn trong nhà nha cả nhà. Cơ quan sẽ chia sẻ đến tất cả cô chú cũng nha. Đây là bàn thờ thần tài hả chị? Sẽ được để bên phía tay phải nha. Bác mấy trẻ em có cò bò này để chanh vô nữa có cò bò thẳng chanh vô thẳng chanh vô ngon đó là bí quyết của cò bò tắt được không được chanh tắt được không me được không me được không anh me cũng chua đó me là ngon hơn nữa rồi me rồi nặng nó ra nước thì mình quậy nước me ra mình đổ vô cò bò tưới bớt rồi nước mới được nói chung cái gì chua có nước lấy được chua là được có mua được gì à cô? À, mấy cô mua mấy cô lên xe mấy cô ngồi ăn á. À. Mấy cô mua bịch cả nhà ơi. Mỗi cô mua hai ba đi chơi đi khám bệnh. Ôi à, đi khám bệnh mà ghé. Khám bệnh đằng kia kìa mà lại đi chơi. À. Không quý luôn cô chú quý quá trời. Chỉ chưa về. Chờ bác sĩ đến chị này đến để chuẩn bị lo đến chị rồi cũng. Chị Long ở trong nhà hả cô? Biết đâu mình đâu Long ở trong nhà. Chị Long ở trong nhà. Ở hôm nay anh pha đâu thế ta? Mấy cô một đoàn gặp cô phải ngồi mấy cô nhâm nhi. Không. Hôm nay anh pha đâu thế ta? Có. Cả nhà em ngồi chị này là công biển là vừa kịp hạt rồi vừa công biển rồi. Quá nhiều đồ luôn. Cô mua quá trời luôn rồi. Ai cũng mấy cô cứ chị dạ. Rong biển, rất là rong biển. Cô nào mua kho bò là rất là ngon luôn rồi nha. Đó, món nào cũng ngon. Kho bò nhãn chanh rất là ngon đó nha cô. Mỗi cô một bịch hai ba món. Quá vô
Cảm ơn mấy cô nhiều nha. Súp của Hồng Lâu bán rất là ngon. À, ok, ok. Cơm cháy. Cơm cháy. Quay tối nay anh đang cơm bò. Đây một cô bò. Cô bò ngon. Cô bò ngon lắm. Cô bò đang canh vô cô. Cô ở đâu đến cô? Tiền Giang. Tiền Giang. Ai cũng cầm trên tay một cái tàu. Cô muốn đất ngang này đi vô trong đường đây nè. Trong nhà luôn nè cô. Dạ vô trong nhà luôn nè. Đây nè. Trong lúc chờ đợi mấy cô ghé vào ủng hộ chị Loan luôn, rất là quý tình cảm mấy cô nói trong lúc nhiều. Chờ đợi chị giờ mấy cô qua bển vừa chờ đợi vừa ăn chị Hồng Loan có một cái tình cảm mà con gần cái chị Hồng Loan kiếm con chị Hồng Loan cái này mua đại ủng hộ thôi chứ dạ rất là ngon. Cô ở Đồng Nai chứ không phải mấy cô kia ở Tiền Giang. Dạ, cô ở Đồng Nai. Có đi chung không cô? Không có đi chung. Đi khám bệnh. Đi khám bệnh đằng ông Tâm Nam Anh á. Dạ. Chưa tới giờ thôi là đây ông mua đồ ủng hộ cái Hồng Loan. Cô mua được gì rồi cho mình rồi? Đây nè, đây nè, mua đại á. Trời quá trời luôn nè. Cái này mua về cho con cháu mình. Cô ở đâu đến cô? Tiền Giang. Tiền Giang. Ai cũng cầm trên tay một cái tàu. Cô muốn đất ngang này đi vô trong đường đây nè. Trong nhà luôn nè cô. Dạ vô trong nhà luôn nè. Đây nè. Trong lúc chờ đợi mấy cô ghé vào ủng hộ chị Loan luôn, rất là quý tình cảm mấy cô nói trong lúc nhiều. Chờ đợi chị giờ mấy cô qua bển vừa chờ đợi vừa ăn chị Hồng Loan có một cái tình cảm mà con gần con chị Hồng Loan kiếm con chị Hồng Loan cái này mua đại ủng hộ thôi chứ dạ rất là ngon. Cô ở Đồng Nai chứ không phải mấy cô kia ở Tiền Giang. Dạ, cô ở Đồng Nai. Có đi chung không cô? Không có đi chung. Đi khám bệnh. Đi khám bệnh đằng ông Tâm Nam Anh á. Dạ. Chưa tới giờ thôi là đây ông mua đồ ủng hộ cái Hồng Loan. Cô mua được gì rồi cho mình rồi? Đây nè, đây nè, mua đại á. Trời ơi, quá trời luôn nè. Cái này mua về cho con cháu mình.